Hello, xin chào tất cả anh em ở trong kênh của mình nhé. Hôm nay mình tiếp tục làm một video chia sẻ về cái công việc, cái khung hiện tại mình đang làm, quan điểm cá nhân của mình về cách đính giá với ráp cái khung hiện tại như ở trên màn ảnh mà anh em đang xem. Thì mình có đăng lên TikTok một video, đó là mình nhận cái khung này từ giám đốc công ty mình là mùng 3 là ngày mai là xuất. Thì mình có nói là làm một người mình làm từ A đến Z trong vòng 2 ngày có xong được không. Thì cái quan điểm của mình thì có thể là 2 ngày, mất khoảng 2 ngày, 2 ngày rưỡi đối với thợ cứng. Mình đã làm miệt mài và có tăng ca đấy. Tăng ca là một ngày mình làm tầm 12 đến 14 tiếng. Là một mình làm. Mình phải cắt ga là tương đối chuẩn này, rồi thì ráp chuẩn phẳng. Rồi hàn xong là phải lắn phẳng, sau đó mình mới đặt cái tấm tôn lên hiện tại như anh em đang xem trên video đây. Mình ráp hết cái phần khung, phần cứng của nó. Tất cả các mã ở dưới sàn, những cái tấm bích mà nó có lỗ tạp bự gen ấy, mình ráp hết đâu đấy, mình hàn xong. Sau đó mình sẽ lắn phẳng đâu đấy thì mình mới bắt đầu đặt tấm tôn lên sàn này. Đấy, lên mặt sàn. Sau đó mình khi đặt tấm tôn này thì mình không phải là cứ thế là nhấc cẩu lên cái là được, mà mình phải có mẹo. Một mình làm thì phải có mẹo. Sau đó ở những cái mép này nó vào là 10 thì mình có gắn đây. Mình có gắn cái này từ ngoài vào 10, có một cái mép bên này và mép bên này nữa. Sau đó thì mình nhấc cẩu ở giữa lên, mình đẩy vào làm sao nó khít hai cạnh góc vuông là ok. Đấy, sau đó là mình hạ cẩu thôi. Về cẩu thì mình anh em có thể tùy mình gắn cái miếng gì ở giữa này mình nhấc lên cho nó dễ. Đấy, với điều kiện là anh em đo cho nó cân một chút. Về các góc thì mình sẽ dùng cái kẹp này, mình kẹp chặt nó xuống. Sau đó thì mình sẽ đi xong đâu đấy, mình vẽ cái tạp bự, cái khoảng cách từ mối hàn này đến mối hàn kia là bao nhiêu. Rồi mình sẽ đính vòng quanh. Đây, như hiện tại cái bản vẽ này ở khách người ta yêu cầu là hàn 150, thì tức là 100 từ cái mép này đến mép này là 100, từ tâm đến tâm là 150. Thì mình sẽ vẽ bằng phấn cho nó dễ sau này mình dễ xóa đi nhá, dễ lấy rẻ mình lau cho nó nhanh. Đấy, mình đính hết xong đâu đấy rồi thì mình bắt đầu mình sẽ chui xuống dưới gầm này. Đấy, dưới gầm này thì nó cũng là hàn tạp bự, thì mình sẽ đính hết ở cái phần giáp, cái phần góc như này. Phần góc này mình sẽ đính hết lên đi để cho nó chắc. Sau đó thì đối với cái khung này, sau khi mình giáp xong thì mình sẽ phải lật lên mình hàn. Thì khi mà mình làm phẳng hết đâu đấy rồi, mình đặt tôn lên rồi thì mình lật lên mình hàn hết, hàn vòng quanh được, chả vấn đề gì cả. Hàn xong thì bắt đầu mình sẽ lắm. Hàn xong cho xem cho nó hết nguội đi, nó cong vênh kiểu gì các kiểu đi. Sau đó mình sẽ lấy ga mình lắn phẳng một phát nữa là ok, là xuất hàng. Đấy. Mình soji sạch đẹp đi mà mình xuất. Thế thôi. Đấy là quan điểm cá nhân của mình, cách chia sẻ của mình. Còn có một số anh em bình luận trên kênh nói là cần phải 2 ngày 2 người, thì đúng là cũng đối với những thợ mà chưa cứng cáp, chưa làm về cái này nhiều ấy, thì sẽ phải mất thời gian.
và cách cách nắn bóp nữa, nó cần phải có kinh nghiệm thì mình mới làm nhanh được. Và mình thì mình làm về những cái khung này mình đã từng làm nhiều rồi, nên là mình cũng muốn đăng chia sẻ lên trên kênh để anh em tìm ra những cái phương pháp mà khi mình làm việc ở bên Nhật này mình có thể làm được nhanh và được công ty trọng dụng. Đấy, lưng có thể lúc đấy thì mình có thể xô đan, mức lương nó sẽ được dễ dàng hơn. Đấy. Còn nhiều cái nhiều anh em cũng có bình luận là có tấm tôn này rồi thì mình chỉ việc ráp lên trên mặt sàn tôn là ok thôi, nhưng mà cái quan điểm của cá nhân của mình ấy, cái cách ráp của mình ấy, thì cái tấm tôn này mình sẽ ráp cuối cùng đặt lên thì nó sẽ đảm bảo hơn, còn nếu mình ráp luôn thì nó sẽ cong vênh, với lại cái khung về bản chất cái khung này mà mình mà ráp tôn lên thì mình hàn, với lại mình xô di nó sẽ rất khó. Sau khi như mình thì mình làm hết phần khung cứng rồi, mình hàn hết đâu đấy rồi mình xô di sạch sẽ, bắt đầu giờ đến khung đoạn cuối là lắp cái miếng tôn này lên là xong thôi, là sẽ nhàn hơn. Thì video của mình hôm nay đến đây là được tạm dừng nhé. Cảm ơn anh em đã xem video này của mình. Nếu mà anh em mà thấy cái cách chia sẻ của mình mà hay, ok thì anh em cho mình một nút like, một comment hay là đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Đây, cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì trong cái những cái chia sẻ của mình mà có gì nó sai sót thì mong anh em lượng thứ bỏ qua nhé. Và rất là mong có sự đóng góp từ nhiều anh em đang làm việc và sinh sống ở bên nước ngoài, đặc biệt là thị trường Nhật Bản nhé. Ok, xin chào anh em.